có cái chợ nổi nổi tiếng thế giới Đâm Nơn Sà Đuột nè mọi người. Đó, có thuyền bè gì đó. Cái chợ này thiệt ra là đi cuối tuần ở thứ bảy chủ nhật đó, thì nó mới sôi nọ động lận. Nhưng mà Johnny không có thời gian nhiều á, Johnny không có đòi được. Johnny đi vào thứ năm. Đây, các cô cái bán chuối nè, xuống phụ các cô bán chuối thiên đường ẩm thực Thái Lan. Bán đồ xong là lấy cái cây móc đưa tiền ra. Xin chào. Wow, có bán cây trên này nữa. Mọi người thấy không? Ở trên đây thì cũng bán đồ luôn á, mũ, túi xách, mấy cái đồ ấy á mọi người. Còn dưới đây là bán thuyền. Mình xuống mình mướn thuyền chở mình đi cũng được luôn á. Bây giờ là thứ năm mà vẫn có chợ luôn. Thiệt ra cái chợ đây là thứ bảy chủ nhật, nhưng mà dịch á, dịch cho nên nó vắng, chứ không là đông đúc nhộn nhịp xỉu luôn á. Wow, bánh này, cái bánh này, cái bánh nó nổi tiếng Thái Lan nữa ha. Cái bánh nó cũng hay ăn. Cô nó rửa chén nha mọi người. Wow, rửa chén ở đây luôn. Hay quá, bán hủ tiếu nè. Có nhiều mặt hàng quá. Nổi tiếng Thái Lan, mango and sticky rice. Cảm ơn. Đây, cô đã mời nhưng mà mình không có ăn. Không biết cô có nhăn không, chứ không dám nhìn nữa. No quá, tại vì ăn đồ ăn trước, chưa có ăn tráng miệng. Đó, ngồi ở trên đây ăn của cô đó nè, cô đó làm nè. Anh này, ảnh ngồi trên đây cho cô đó, cô làm hủ tiếu. Nhưng mà mình đi dọc một cái mình coi. Ở đây là cái bán quần vaccine Thái Lan. Bưởi bụ quá ha. Pomelo. Pomelo. Quán. Cô nó ngọt. Cô mời, cô cười. Cô kêu ngọt lắm á nha. Đây trên đây có coffee and beverage nữa nè mọi người. Đó, chị để mua xoài nè. Wow, xoài Thái Lan đó. Chuối xếp đẹp quá ha, người ta xếp ngăn nắp quá. Rò nít nưng nè. Cô nói lấy sôm ô á hả, chuối là ở bên Thái Lan. Gì, bưởi ở bên Thái Lan người ta kêu là sôm ô. Đây là chuối nè, chuối nhỏ nhỏ dễ thương quá ha. Bánh chua thịt heo à cô nó ăn thấp hơn thịt heo nè, thịt heo chiên. Ở đây là 30 bạt này mọi người. 30 bạt là cái gì vậy, thôi chắc là có người nữa dẫn đi chơi hả, làm gì rẻ gì đâu, không dám đâu. 30 bạt chắc là hủ tiếu gì á. Cái đây là cô đây cô chở đi chơi hả ta, khôn bay thiêu hả, rắp khôn ra ca thấu rầy nè khắp xì lói hả, nừng khôn đó hả. Mão Lâm. Ờ, tròn một đó hả? Ok. 400 là một 400 bạc đó mọi người. Nhưng mà cô nói cái thuyền này có người thuê rồi. Mình đi hỏi tiếp thử. Này Boss Survive này, ở trên đây mình có thể hỏi được mấy người đây. Nhưng mà không biết đi một mình thì nó mắc hơn. Thí dụ đi nhiều người thì chia tiền ra nó rẻ. Chứ còn cho đi một mình không biết nhiêu tiền ta. Đi đâu, ra hướng này nè hả? Bay thiêu hả gấp? Anh ấy bay thiêu hả? Bay chuôn hả? Bay hôm nay, hôm nay sẽ bay đi hả? Hả? Bay đi hả? À, bay rưa hả? Dăng ngay, bay dăng ngay. Thấu cho ra cả, thấu ra hả? Bay chấm môn á, 300. Nừng chấm môn á hả? Ừ, mà con điêu thế mà. Nam mà con điêu mà lót hay nồi đài mấy không? Hả? Lót hay nồi. 500-400. Hả? À, một con tỷ xì lói à. À, 400 bạc là 1 giờ. Hả? 300 hả? 300. Tha cái khôn có nhớ có 400 mượn căn hả? ใช่, có nhớ 400. Nếu khôn dớ có cái 300 rồi. Khôn dớ là khôn dớ có 400, có 4 khôn, có 1 khôn 100 hả? Có màu thao màu lam rồi. Hả? Màu lam nên 100, thao màu lam rồi 300 anh ạ, màu lam. Màu lam. Khôn là bài 1 khôn à. Anh đã anh muốn đi đường tha đi đường mấy?
Anh đó anh muốn mình đi anh lại hỏi. Ê, nói có họp bạn á. Đi đi bạn hàm đi. Để đó lo bắt nó. Đi đi bạn. Anh kêu. Có họp có cái ông kêu ông lấy cái hả? Có lót nó ở đây mấy? Lót ít đây mấy? Lót thế này, ông nghĩ lên. Phòng. Có 250. Nhưng nói luôn đi, có họp lừa bây giờ. 250. Xin lỗi, 250 hả? 200 đây mấy? 200 đây mấy? Con điêu bay mấy cài là cài, bay rốt mấy cài mà. Hả? Nương chào mừng chào mấy? Nương chào mừng 250, tham gia tập 200. Nương chào mừng. Không được. Không được. ก็ใช้แล้วเนี่ยมีเรือป่ะไม่มีไม่มีเรือเค้าเปิดไปไม่ได้อ่าไม่มีรถว่ามันมีเรือจองไว้แล้วอ่าจองหมดเลยเหรอคุณก็มีไม่มีครับ6 ล้านไม่จองหมดแล้วอ่าไม่มีใช่มั้ยโอ้ก็แค่ทุยหญ้าๆมันกี่เรือทึ่งวะพอแค่ทุยในหญ้าๆเล็กๆมันน่ารักฮะอ๋อเล็กๆน่ารักเรือเล็กๆน่ารักของแม่ค้าอ่าโอ้ไม่มีเรือด้วยถ้ามีเรือก็จะเอาให้นักแกโกด้าโกดีทุยหญ้าอย่าทึ่งว่ากดเตรียมเตรียมกับใช้สร้อยจากโกกี้โกกี้แคมเอิ้งทักยักรอได้มั้ยประมาณไม่เกิน10:00 น.มีเรือมีได้มั้ยบ่ายโมงเหรอเออบ่ายโมงอ่ะบ่ายโมงรอได้มั้ยบ่ายโมงมารอที่เนี้ย các du khách Tây người ta xuống đi du thuyền này mọi người đó 400 á là rẻ đi nhiều chia rẻ tại vì tôi đang nghe không tôi cũng chịu chơi đó trả giá rồi mệt quá mà cái anh người Thái mà làm hướng dẫn viên ảnh muốn mình đi free anh muốn mình đi free anh cho mình đi chung cái thuyền này luôn mà cái ông kia ông đang bắt khách tôi á cho nên ông nói là không phải cho ý là ông muốn tiền á ông đây thì muốn cho tôi đi miễn phí do ông có thuyền rồi cái tôi ngại quá thôi tôi lên tôi ăn uống luôn rồi lát tôi đi sau tôi bỏ tiền mà tôi đi cho ô người ta ăn trên thuyền này mọi người thấy không đó người ta ăn trên thuyền đi cái thuyền á dễ thương quá thằng nhỏ không có thuyền đi không có tiền đi thuyền mắc cười xỉu ngồi để chơi ngồi để ngắm người ta chứ đâu có tiền đi thuyền nói cho trò này đi mướn xe đi tới đây rồi rất là xa 15-17 km lần á là tốn tiền lắm đi dòng đi dòng về là tốn cả 500 baht á mọi người cho nên là nếu mà thuê cái đây 400 baht rồi là giống như là 1000 baht luôn á nhưng mà mình được người ta cho đi miễn phí mà cái anh kia anh đang trả giá mình 200 á mà cái tự nhiên tôi ngại tôi được cho đi mà dám đi đâu sợ bị chửi đó người ta khách Tây cũng đông ghê á bữa nay không phải thứ bảy chủ nhật mà người ta đi cũng đông này thấy không khách Tây đi quá trời tua luôn mấy cái thuyền đây là người ta đặt hết rồi đó mọi người quá trời khách du lịch luôn mọi người ơi tưởng không có ai ngồi đông nè khách Tây mà trẻ đi đông ghê luôn nè xuống thuyền á mọi người Johnny chắc là đợi 1 giờ quay lại đi 200 baht 250 hay 200 baht tùy chắc 250 chứ 200 baht ông nói đi có một vòng là đâu có tới 1 tiếng 250 được 1 tiếng cái cô đó cũng mơ xoài hoài luôn ở đây có bia nữa nè mọi người water and beer coca cola thả video ảnh mời ảnh nghe tôi nói ảnh mời kìa dễ thương quá hơn coca cola bia rồi nhiều mặt hàng kìa bắp chuối rồi nữa kìa wow, quá trời luôn á người ta thích 30 baht này là gì ta hủ tiếu á chứ hồi nãy 400 baht rồi mà thấy không bởi nó đâu có rẻ gì đâu đi xe thuyền ồ cô đó cô chiên cái gì vậy mình sẽ kiếm gì ăn kiếm gì ăn trước cho lên thuyền lát nữa nó rung đưng ăn trên thuyền là ói chết nó vui nó đẹp quay video đẹp mà ói chết có ai cream coconut nữa nè nói người ta tưởng mua mà không mua người ta chửi không ta này ai đi đông vô đi tour thì rẻ nha mọi người cho nên đi một mình tại vì đang khó khăn chứ không tôi chịu chơi tôi đi liền 400 tôi đi liền luôn á này giờ khó khăn quá ô soi đủ màu hết rồi màu hồng màu xanh nè người ta ngồi trên đây người ta ăn dễ thương quá ha wow bán mấy cái đồ lưu niệm mấy con cú gì á mấy cái đồ vật túi sách tượng Phật quá trời luôn nè mọi người wow tượng Phật ở dưới rồi tượng ma quỷ ở trên kìa tượng ma quỷ ở trên kìa bán Phật ở dưới còn bán ma quỷ ở trên
Đó, thấy không? Ma quỷ kìa, hình ma quỷ rồi tao nói láo đâu. Đó, ma quỷ ở trên nha. Có mặt hàng nó đóng cửa là do không phải thứ bảy chủ nhật á. Có nhiều người không phải thứ bảy chủ nhật không có bán. Lời ít quá không bán. Thứ bảy chủ nhật đông khách, ô con nhện. Người ta nhìn. À, rà bảo là túi sách đó mọi người. À, cái đường thốt nốt người ta bán nhiều ghê. À, ở đây là dừa nước. Hồi nãy trên cái đường đi tới đây là đẹp, dừa nước đẹp quá trời đẹp luôn mọi người. Mấy cái áo Thái Lan. Đi qua bên này thử nha. Coi khác gì bên đó không? Có rẻ hơn. Tụi bay hỏi giá tiếp. Thiệt ra hỏi là để cho mọi người biết á, chứ không phải là cho Johnny đi trả giá đâu. Quay cho nó, cho mọi người biết sẽ như thế nào thế nào á. Năng thiếu mấy tháng? Mấy tháng? Mấy lần nữa. Cổ muốn mời mình ngồi để chơi. À, hình của đất vua nè mọi người. Hoàng hậu đất vua này hồi xưa nè. Ồ, các thần dân rất là kính trọng đức vua luôn á. Đi tới xong sẽ chạy qua bên kia kìa đó. Hello. Sau đó chạy qua cầu qua bên khu bên kia kìa, bên kia đông hơn. Chú đó chú chở mấy người này đi nè, người Thái Lan á. Người trong nước cũng đi du lịch nhiều lắm á, giống người Việt Nam mình đó, đi du lịch trong nước cũng nhiều. Đó, ở bên đây có cái anh kia anh treo bằng tay luôn ông nội. Treo bằng máy thì nó nhanh hơn, còn cái anh kia anh treo bằng tay. Xuống nó coi thử nha. Treo bằng tay mệt. Trời, hồi nãy tôi mắc cười lắm mọi người. Tôi thấy cái cảnh là cái ông đó, ông lấy cái miếng xốp á. Cái miếng xốp mà ông treo thuyền được luôn á mọi người. Cái miếng xốp hình chữ nhật mà ông ngồi lên, ông treo lên. Mà do lúc đó đang trả giá không có quay được. Ở đây người ta bỏ miếng xốp là người ta đi luôn á, khỏi tốn tiền. Chắc ta mướn, ta lấy miếng xốp thôi, ta làm cái thuyền, ta khỏi tốn 400 bạc rồi. Đó, cái thuyền này mọi người, đó, cái anh đó. Somebody come. Đó, cái cô đó còn treo thuyền bằng tay luôn không? Hay quá không? À, ma muông nè, xoài me rồi á, chu nhiều, xếp đẹp quá không? Nó mua rồi đưa tiền cho mấy người đá bằng cái cây á mọi người. Mấy người ta lấy cái cây, móc cái cây xong móc tiền vô, vui lắm. Chỉ có thế giới, chỉ có cái chợ nước mới có kiểu như vậy chứ ai đâu vậy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 chị Tây. 6, à 7 chị. Ủa 6 chị chứ. 6 chị với thêm chị áo màu tím ngồi sau treo. Treo đừ luôn, 400 mệt. Được 400 mệt. Người ta treo người ta quen rồi. Không mệt. Không mệt bằng mình chứ thiệt ra cũng mệt. Trời. Đây, ở trên đây có cái khu bán quần áo với là có cái quán cà phê đẹp quá ha. Có toilet công cộng rồi nè. Toilet Godship Cafe. Hồi nhớ đi Ayutthaya có cái toilet đó 20 bạc luôn. 20 bạc là giống như 17 ngàn vậy đó. 20 là 7, 14, à, 16, 15 ngàn tùy lúc. Toilet mà 15 ngàn, mắc quá trời mắc luôn. Người Thái còn la làng mà. Đi toilet mà 15 Godship Cafe nè mọi người. Đó, ở đây là có quán cà phê. Cái quán cà phê này cũng ngon quá. Sawadee khap. Mua cà phê uống ở ngoài Africa. Arabica, mấy ao nấm tan nè khap. Yen khap. Bản đài mấy khap. How right khap. Sì, còn Johnny uống là, nếu mọi người uống đá là 40 bạc này nha. Tự nhiên đi chỗ đây nó có 200 bạc một người nè mọi người. Chỉ là 200 bạc một người. Battle Bot 200 bạc một người, Motorbot 300 bạc. Minium 4 đến 6 người là một bot. À, ít nhất là 4 đến 6 người là một thuyền. Anh ấy 201 khôn nữa các. À. Chai các. Bot server 1 chua muôn rồi các. À. Mà 1 khôn. Chai gấp con điêu á. Đây, mình sẽ đi qua bên kia ăn bạc Thái. Cái chị kia chỉ. Cái chị vào quán cà phê kêu là bạc Thái nó ngon chỗ đó. Vậy là hồi nãy trẻ giá quá trời mà ai ngờ chỗ đây có 200 bạc, thấy không? Bởi đi bến loài ra nhiều. 200 bạc một người cho mấy. Wow. Người ta ngủ trên thuyền luôn mọi người. Đây, chỗ đây là thuyền. Chị đó chị nói là cái trước kia
Covid đó là nó mở ở cái chỗ cái chợ này nó mở rộng lắm, nó mở bên này nữa nè, mà Covid nó giờ nó chỉ mở bên này với bên này thôi, cái khu bên này thì nó đóng lại nên không có đông. Chuối rồi nè, bánh trái, người ta vừa bán người ta vừa ăn ở dưới đây luôn nè. Wow, có bình ga ở trên thuyền luôn mọi người. Ở đây nó có giá nè, dầm gì á, dầm sen, quán sen, quân sen, dầm quân sen nè mọi người, là miếng giống như miếng của mình vậy á. 69 baht xăm tăm nè, đó 60 baht thuyền nè. Thuyền đây cũng sạch sẽ đẹp quá, thuyền nó cũng mới ghê á, mấy cái thuyền nhỏ nhỏ dễ thương. Ở đây có nước rửa tay cho mình miễn phí nè nha, mấy cái vòi nước rửa tay miễn phí. Đó, chị đây chị bán bạch thai nè, bạch thai. Ở tiếng Việt mình kêu là bạch thai cho tiếng Thái nó kêu là bạch thai. Bạch thai, chị bán bạch thai chị đi đâu rồi không thấy. Lét tua. Toilet á, toilet á. Toilet. Mì 50 mì 80. 50 ได้ไหม? ได้, เป็น จาน 50. เออ, จาน 50. ทะเลนะครับ. ทะเล. โอเค. กุ้ง mực. Phẩm shop กุ้ง mực á. 50 baht. À, tưởng 80 baht cho chị đó, nó có cái dĩa 50 baht nữa nha. Nó không ghi 50 baht chứ mà cho nên muốn hỏi dĩa nhỏ ai ngồi có 50 baht nữa. Mình đi vô đây khám phá thử có gì nha. Ở trong này nó có quán cà phê sao vậy ta? Cái vườn nè. Chùa bà chó nè. Chùa cái cây trái mít nó xum xuê luôn á. Mít từ mà trên đầu trên đầu cây mà nó xuống dưới cây mà nó vẫn còn nè. Quá trời quá đất cái bà mít, trời ơi, dưới đất. Dưới cái ngọn cây cũng còn luôn á, dưới đất luôn á, nó mọc xuống dưới đất luôn á. Ô cái cây mít này nó xum xuê ác luôn á, từ trên ngọn luôn. Từ trên ngọn, từ trên trời. Mít mà nó mọc xuống đất luôn, hay ghê luôn không. Ồ, nó có cái nhà hay quá ha. Cái nhà chòi nè, ở dưới cái nhà sàn á. Cái nhà sàn hay quá ha. Wow, dễ thương ghê. Từ trên đất 3-2 tầng luôn. Ở trên. Ồ, ở trong này dễ thương ghê. Trái mít nó công nhận là quá trời quá đất vậy trời. Người Tây người ta đi. Người ta Tây đi du lịch nè, xách ba lô đi luôn á. Ở đây nó có xe bus đi về Bangkok luôn mọi người. Với lại Na Khon Ba Thom luôn á. Cái tỉnh đó cũng có đồ ăn đường phố ngon lắm. Mấy chị đó chị chỉ mình đi Na Khon Ba Thom đi, Na Khon Ba Thom đi. Chua, ở đây nó có quán cà phê dễ thương quá ha. Toilet 10 baht nè nha mọi người. Nhìn đi đấy. Đây có quán cà phê cũng ngon lành, cành đào luôn á. Italian soda 50 baht. À, khách vô kêu nè. Khách Tây nữa đi du lịch quá trời nè. Covid chứ mày cũng nhiều người đi du lịch lắm. Người ta cũng bị điên hết rồi, phải đi du lịch. Đây, quán cà phê ngay dưới bờ sông. Và ở trên đây là có khách sạn luôn á mọi người. Hay quá trời luôn á. Quán cà phê rất là đẹp luôn. Nó phong cách. Mình muốn thuê ở khách sạn ở đây cũng được luôn á. Ở ngay bên đây nếu mà không có dịch cái này nọ hoặc là cuối tuần là rất là đông đúc luôn á, tại vì mình đi đúng không phải là ngày chủ nhật thứ bảy, với lại đang cái mùa dịch chứ hồi xưa là nó đông đúc, nó đẹp lắm, có cái không khí sôi động lắm luôn á. Mình sẽ tới mình hỏi cái quán khách sạn này bao nhiêu một phòng nha, rồi mình review cho mọi người. Do mình order bạch thái rồi mình phải lại ăn bạch thái trước nè. Homestay and Cafe Đâm Nương Sa Đuột Fort Makin Rion Villawan đó mọi người, ngay chỗ đây luôn nha. Hotel. Hotel. How much you rent this? One day. Approximately 1,000 baht. 1,000 baht one night, huh? Yeah. Wow. Not so expensive. Ah, not so expensive. Maybe the inside. Đó, mọi người thấy cái thuyền nó đi nhanh không? Các cái máy mô tô á, đó. Mình hỏi cái anh người Tây đó, anh kêu là anh thuê 1000 baht một ngày. Yeah, I just travel. I live in a city, Ratchaburi. Ratchaburi. Yeah. It's around 20 kilometers from here. Yeah. But I live in Bangkok. Where you from? France. France, huh?
French. Oh, ça va? Salut. Yeah, yeah. I hope you enjoy here. Okay. Yeah, thank you. Yeah. Mình hỏi cái anh đó, anh nói là 1.000 baht đó mọi người. Cái khách sạn này này 1.000 baht một ngày ngay cái chợ luôn á, mọi người muốn. Thì cái chị lái thuyền nè. Chị lái thuyền giữa đây đẹp quá ha. Nhìn cái phong cảnh hữu tình kìa. Cái khúc này thì nó bự, nhà nó bự 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 đẹp ghê á. Cái sông nó bự hơn. Mọi người muốn thì mình có thể thuê cái homestay đó 1.000 baht. Nhưng mà có thể canh rẻ hay là trả giá. Tùy mọi người nha. Mọi người canh hay ăn nay app á, mấy cái app đó. Nhiều khi nó giảm giá. Mấy cái nhà chỗ đây thích thật. Phong cách cổ tivi nè. Cassette để mấy cái máy tôi. Wow. Một cái nhà này tôi thích nè. Tôi lên tôi ngủ. Người ta ghép mấy cái cửa sổ là thành cái nhà không? Hay thiệt á. Ở dưới phơi đồ. Ở bên cạnh có cây mít. Cái mít này là đúng đáng đồng tiền bát gạo luôn. Mọc mà từ trên ngọn mà xuống dưới đất luôn không? Coi nè. Mọi người coi nè, dưới đất nè. Ồ, nó xum xuê ác luôn á. Một cây mít gì mà nó xum xuê dễ sợ không? Từ trên ngọn. Thì đó, chị làm bà thái cho mình nãy giờ mình đi. Chị lấy cái gạt rê chị đóng lại cho mình đó. Hay quá ha. Không cần nói thì tôi cũng biết cái này của tôi luôn. Anh ấy khoảng bổm xe máy không? Đó, chị đó. Không muốn mơ. Có cái gạt rê đóng lại sợ rùi bu đó, đó. Bè rùi vô liền. Đây, chỉ có 50 bạch, có con tôm và mực luôn nha. Ngon quá, trời ngon. Hiện gì cái chị kia chỉ mới là đúng. Wow. Đây, mình sẽ ăn thử bạch thái 50 bạch ở chợ Đam Nơn Sa Đuộc nào. Ồ, có thịt bò, thịt heo luôn á. Có mực nữa nè mọi người, ngon quá, 50 bạch rẻ quá nè. Ngon, ngon, ngon. Tôm. Tôm nó tươi ngon ghê luôn mọi người ơi. Đây là cái phòng ở trong cái chợ đó mọi người, chị đã cho mình vô coi. Phòng giá ở đây là 1.200 nâng mình sổ lối hả? À, cao lối 900 mọi người. À, promotion. À, bọc cà tì là 1.500. Bình thường là 1.500. Đó, toilet nè. Wow. Có dầu gội, dầu đồ miễn phí nha mọi người, sạch sẽ. Có gương đồ ngon lành luôn. À, free phát lôm, mì air. Nó lắc mát không? Ồ, có cái gương ngay đây, trang điểm là đẹp nè. Trang điểm đi chợ. Sủi mát. TV dày mát ha. Free ha. Ồ, anh ấy Việt Nam hả? Chào Việt Nam nè. Phúc Long. Phúc Long nè, Phúc Trà Phúc Long. Ờ, than đá. Ờ, cà nắm lón ha. 2 khuột. Ờ, trà hoa sen Việt Nam, trà Lotus. Có dù rồi cho mình, nó lắc mát ha. 900 baht cho mọi người, miễn phí ngủ được 3 người nha. 1, 2, 3. Wow, phòng này ok quá. Cảm ơn. Mình có cái quán này là cà phê. Cái quán này ok quá luôn á. Khách sạn nó lắc mát xóm á. Ồ, cái view nè. View ở ngoài mưa rơi. Căn phòng mưa rơi, mỹ lệ. Tông khải nó lắc. Cái trước, ở trước là bán hàng. Cái quán bán hàng cà phê. Đây. Mới làm lại. Ồ, phòng tắm nó cũng rộng rãi ha. Đây là 700 baht đó mọi người, giảm giá từ 1.200. View sụi ha. View có mì na tan nè ha. Mì na tan hển. Tôn cuối. nhìn cái cây chuối.
năng rón karaoke đai hả chín lỏ tè bỏm bỏm rón mượn vua rón lúc hát tai một lời tôi nói là nhưng mà tôi hát dở lắm giống như con bò rón vậy á mọi người sẽ chết hết và cười quá trời luôn đây là mình hát karaoke được luôn á wow đi mát rồi na lắc không có cà phê ở trước là sông nước đó mình nhìn sông nước chạy rồi qua chạy lại sủi mát rồi ha shop anh ấy mi style mát ha mi bi sệt á style bi sệt mát rồi sủi mát anh ấy view ở lại khắp hẻn đu đai mấy khắp view cùi đó sông này thuyền chạy nè mọi người ở trước á ô anh ấy khải rồi khắp ổn hả? Ratchaburi thâu rồi ครับ50 bạc là cái nhỏ cái lớn 100 bạc nha mọi người dễ thương quá ha wow, nó lắc mát rồi nó lắc mát có cái máy may bẹp boran dịp may đồ á dịp boran may đồ nè mình đã chắc kẹn อัน นี้ ตัวเย็นลูกค้าใช้ได้เหรอไม่ค่ะลูกค้าจะใช้เป็นตู้ด้านหลังอันนี้ของเราของเราของชงน้ำอะไรเงี้ยของชงน้ำเกมอ่อ sau này có ai cho mình nhỉ còn cái này là của phòng wow đẹp quá người ta trưng đẹp rồi đó có cái này là rán chứ rán xem mấy khắp rửa riu ra quan rửa ví ra quan chứ trong rèm xứ châu khoảng đây cái mọi người cái tên của cái khách sạn này nè nha ok quá luôn á mọi người 700 bạc phòng nhỏ mà có phòng nghỉ ngơi hát karaoke rồi được ghê luôn á chị đây chị cũng dễ thương chị giới thiệu cho mình ok phía trước của cái khách sạn với là quán cà phê này mình nhìn xong đi qua đi lại nè đó mọi người thấy không đó có khách hàng đi qua đi lại chị đã nói là buổi tối ở đây á là đèn rồi lên đẹp lắm trước covid là ở đây đông nghịt luôn mà ở trước kia có một cái chợ nổi nữa tên là Lậu Tắc Lắc cái tên khó nhớ muốn đọc téo hồng Lậu Tắc Lắc giống như là của giống như cái tên của người Trung Hoa gì đó cái tên đó của người Trung Hoa hay sao cho nên ở đó đẹp lắm nhưng mà không có nổi tiếng bằng cái chỗ Đâm Nên Sa Đuộc này nhưng mà nó cũng rất là lạ đó mình sẽ qua đó review thêm nha Lậu Tắc Lắc bây giờ mình order nước cho chị đó đã xong rồi mình review khách sạn ở đây cho mọi người rồi đó ở đây có đa phong phú lắm á thích lắm á mọi người có cà phê đó hồi nãy Johnny review rồi đó mọi người coi thơm khảo sau nha chứ Johnny nó dài dòng quá đây nó có cái đây best seller này 350 cái ổ bịp hình cây gỗ mua cho mấy đứa cháu thích lắm nè đựng tiền xong mở khóa ra 350 nó in hình vẽ hình rồi lên dễ thương quá ha Doraemon nè cái Doraemon đáng yêu ghê luôn mọi người ơi đây cà phê rồi quá trời vẽ hình đẹp quá ha cái bụng ống xịn ổ bịp tiếng Thái Lan cái bụng ống xịn ổ bịp tiếng Thái Lan giống tiếng Việt quá ha Doraemon handmade cái làm bằng tay á mọi người vẽ lên dễ thương quá ha chị Lâm nói mình mua sẽ giảm giá cho mình ổ bịp bằng tre 50 bạc rẻ hơn nè cái kia tới 350 luôn cái này cũng vẽ hình rồi lên y chang ai không có tiền thì mua cái này 50 bạc thôi cái kia 350 luôn có tiền là mình mua rồi đó mấy cái ly nhỏ nhỏ dễ thương quá ha khách sạn nó trưng đồ đáng yêu ghê luôn á nó có cái bình đựng đá hồi xưa 50 bạc đủ màu hết à cái thùng rác nè cái thùng rác cái này chịu chơi lắm ở trong này không có khách mà mở hai cái máy lạnh luôn cho mình ngồi nó lạnh ngắt à thích ghê luôn á cái quán này ok ghê luôn mọi người ơi có tới cái chợ này thì nên ở khách sạn này nha thì đề nghị mọi người ở khách sạn này là được vừa hát karaoke được có hát karaoke miễn phí luôn nè xong rồi ở ngoài ngắm sông ngắm chợ rồi có quán cà phê ăn uống thoải mái đây ở bên kia bán sâm tam buổi tối ngon lắm nha mọi người bây giờ người ta đã bán rồi đó chị dẫn mình đi ra cái thuyền đây chiếc thuyền của mình nè mình thuê một chiếc thuyền mình tự đi luôn
Đây mình sẽ đi thuyền, đây một mình trên một chiếc thuyền. Chưa đi mà chị đây sát bên này, chị mời đồ ăn này lúc chín rồi. Xay có hả? Xay có. Xay có. Chị nướng chưa đi mà chị nướng chị mời. Việt Nam hả? Ờ Việt Nam. Từ Việt Nam thế má? Trời. Chị hỏi con người Việt Nam hả? Yeah. Sausage ok. Hả? Thái sausage. Mấy cái anh kia anh thấy mình đi. Nắng máy. Mình sẽ đi thôi. One hour. Đây, Sony đang ngồi một mình trên chiếc thuyền. Còn chị này đó, mấy chị Tây đang ăn sát bên này mọi người đó. Yeah. Khách quá. Hồi nãy mắc cười lắm, có cái hai cái anh kia anh muốn đi chung với mình. Mà hai anh trả 400 baht cho chiếc thuyền luôn. Mà thường là mướn một chiếc thuyền là 400 baht đúng không mọi người? Thì tự nhiên mình trả 200 baht rồi. Má anh trả cho mình luôn mà tự nhiên bắt là mình phải trả 200 baht thêm. Cái mình không chịu. Mình thích đi một mình à. Mình trả 200 baht mình đi một mình, tự nhiên có người đi chung mà trả cho mình luôn mà tự nhiên bắt mình trả thêm nữa. Cái mình đi một mình thư giãn hơn, mình không có muốn đi chung với người khác. Ở trên thuyền có bán dù nữa nha mọi người, có dù. บอนจ่ายแล้วมาเออแต่จ่ายมาเนี่ยเป็นของบอสอ่ะบอสอ่ะบอสอีอ่ะ bà muốn gì không biết tay chai léo mà bọn tay léo mấy con trai to cho mấy con trai เอา 2 คน nên mà คน nên là họ sẽ mà เอา kịp cái đai không biết bà nói gì á. Nói chung tôi không biết, tôi trả tiền rồi tôi muốn đi mình, tôi không muốn đi chung với người khác. Đây mình đi trên chiếc thuyền và nước rồi nè, nước cũng sạch quá ha. Covid cho nên là nó hơi vắng vẻ nhưng mà mình thích đi trên sông nước chiêu chiêu cũng được nha mọi người. Đây. Hello you like. Khôn Việt Nam cơ. Việt Nam, lâu lo tăng nam, lúc khá mới mì nè. Tại bỏ mấy xưa. Khó to sư to khó tăng hả bọn lên chiêu chiêu bếp nâng mấy người kêu là không có khách mua giùm mình mà tôi đâu có mua được nhiều đồ đâu khách, giờ tôi bán đồ ở Việt Nam về Việt Nam mà crop xiển na lắc mát rồi. Con nhạc lên chiều chiều ở mấy xứ. Ồ, nhạc nắng chiều chiều. Ờ, kinh là này. Ờ, sao kinh thật hả? Mấy do mà mấy miệng lại kinh. Mấy miệng lại kinh. Đây, đây là khung cảnh chợ. Covid nó mình nghiếp mát không? Nghiếp mát. Tẹp rung ní mình đi qua sao mấy? Mình quanh sục, quanh sảo, quanh a thít đi qua. Ờ. Ngày mai là chợ cuối tuần hả mọi người? À, nó sẽ đông nắng lên chiều chiều máy xứ. Khó thốt nữa không à, chị đã kêu là không có sao đâu à, xứ bà nói là mua một chút thôi cũng được mà làm gì không mua ý dạng vậy xứ nói sorry khóc. Khó thốt. Nhiều đồ quá người ta mời mà mình không mua mắc cỡ thiệt á, nhưng mà do cho nên mọi người đừng có cười cho nên nha, tại cho nên chụp bán đồ về Việt Nam á không có mua được gì nhiều. Đây. Đó. Shop ập đẹp mấy clua lón rồi. Bỏm shop bỏm shop phiếu bỏm anh đăm đăm á. Ờ. Mấy người cứ hỏi là tôi không có sợ nóng hả? Tôi nói là tôi không, tôi thích cái da của tôi màu đen. Tôi đâu có sợ nóng đâu. Tôi đi Phú Kẹt rồi tôi tắm nắng da mới nâu. Đó, cũng có khách nè mọi người. Khách nước Ả Rập, Xê Út hay sao á. Mấy cái anh
rau quay nón là đẹp quá. Mango. Mango. Kinh léo, kinh rán cà phê vô. Quá thốt. Mấy người chọc đó. Tức là sao không mua đi đồ rồi. Uống ăn gì nhiều, tưởng ăn gì nhiều cho ai ngờ uống cà phê rồi gì. Dạng vậy. Đây rất là nhiều mặt hàng nha mọi người, sarong rồi Thái siêu rồi quá trời luôn. Chọt xứ đây. Mọi người ta kêu là đậu vô đây, chọt vô đây, đậu vô đây á, mọi người tiếng Thái giống tiếng Việt, chọt chọt vô đây. Đậu vô đây mua cái gì được, lựa cái gì đó. Đó, anh đây có cái bình ga trên xe luôn nè, trong rưa luôn nè. Mua bình ga đồ không? Nước. Xài mát chăm mấy đây. Covid đó, Covid xài mát người ta không nhớ mặt cho. Cho đeo khẩu trang á, bây giờ Covid người ta đâu có biết gặp mặt nhau mà đâu có biết mặt đâu. Wow, có rất là nhiều mặt hàng nè mọi người. Trên thuyền đó. Không phải cuối tuần mà người ta vẫn mở. Nó nhiều mặt hàng không mọi người, chim bay rồi nè. Chim tung bay hót vang trên bầu trời. Về miền Tây. Yeah. Học lo xí lắm người gõ cổng tiếng giang ngút ngang như cành một cành đồng lúa vàng. Việt Nam á, miền Tây này, về miền Tây hả? Giống người Thái, người ta kêu mình là giống người Thái, mượn con Thái đây. Ồ, chuông gió này hả, chuông gió bằng tre nó kêu xiển na lắc mát luôn. Ở đây nó bán mấy cái cầu trai, cầu mây đồ á mọi người. Đá cao. Ô, ở trong này đẹp quá ha. Anh ít bắt. À, người ta kêu cô giống người Ấn Độ hả? Việt Nam chứ, hả? Lèm á. Việt Nam lèm á. À, nón lá. Mua nón lá. Nón lá. Hả? Mắc pháo hả? Mà im. Dí xì bạt. Dí xì bạt đó hả? À, mua cho mỏng thôi, thôi mua cho mỏng. À, cuốn kinh máy. À, à, kinh máy cuốn. Cuốn kinh máy. Thầm mày cuốn bọc máy mì à lại kinh. Cúc thủ. Phẩm xứ 2, kinh máy. Kinh máy. Xứ 2 hả, sọn. Ao sọn đó. Mua cho bẻ cho hồi nãy bẻ nói chứ bẻ không có gì ăn hết đó. Do Johnny không có mua mấy cái đồ cho nên cái cô đó cô chở đi ra cái khu này chứ cô qua ngược lại. Cô nói không mua đồ đi ra ngoài đây đẹp hơn. Đây. Đây là nhà dân đồ á mọi người, quay cho mọi người coi cái cảnh người dân ở trên này sống như thế nào. Ở đây là có cái thuyền để trên đây nữa, người ta giống cái chỗ đậu xe vậy á. Thuyền thì có cái chỗ đậu thuyền cho nó không có nắng á. Nhiều khi nắng nó cũng hư gỗ á chứ ha. Chuối nè. Nhà dân này phơi đồ ngay đây đó. Chú mấy đứa nhỏ ở trước nó tắm xong kìa mọi người. Cái này kênh hay là xong, con kênh đó chứ ha. Ủa nhưng mà Tà Lạt me nám là xong mà. Ô con chó dễ thương quá. Đó mấy bà nhỏ tắm xong la từ đằng đó mà tôi nghe rồi đó. Nghe của người dân này hả? Sawadika. Người ta đang làm vườn á mọi người. Wow. Ở trên đây này có hoa súng này hả? Hoa súng. Nghe người dân say đẹp ghê á. Xây cái kiểu giống như cung đình à. Nhà dân mà nhìn giống như nhà của thượng giới thượng lưu. Mấy ngói rồi cung đình à. Đó mấy em nhỏ tắm xong có bixi nè, có áo phao. Hồi nãy có cái ông kia ông cầm miếng xốp, ông để cái miếng xốp lên hình chữ nhật ông đi luôn, ông được luôn, ông hay ghê luôn á.
các em nhỏ đang tắm xong đây. Hello. Hello. Your family. He can speak English very good. He took pick cock lock 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 lock. Pick cock lock lock lock. Sick cup lock cock cock. Oh, nó nói tiếng Anh hay ghê luôn không? Đó mấy cái chỗ đầu thuyền nè hả? Anh ấy chọt lừa hả? Hả? Khan lừa. Khan lừa. À, tiếng Thái là gì? À, mấy hốt. À. À, ý là cái chỗ mà để đầu cái thuyền cho nó không có bị vô đôn nảm, không có nước nó không có vô được á. Nắng rồi nó khỏi vô. Cái cảm giác ngồi trên thuyền nó rất là thư giãn nha mọi người. Tony rất là thích đi chợ cho nên là đi tới cái khu này Tony rất là thích luôn á. Đó. Đó cái cô đây cổ đội nón nè. À, cô lớn tuổi rồi nè, cô chèo hay chưa? Na lắc mát luôn. Lừa lét lét na lắc hả? Ồ mấy cái nhà dân, mấy người ngủ trưa giữa đây. Rón hả? Non thì ní rón. Mấy người ngủ giữa trước nhà nóng chết không? Đây nhà này, nhà này cũng đẹp ha. Có cây cối rồi xây cũng đẹp kìa. Nhà đây giống như nhà sàn dân tộc ở quê mình ở dưới, nó có nó lên cho nước nó khỏi vô ha, rắn nó khỏi bo lại. Anh ý khấu cua ngu ha. À nắm cua mà. À nắm cua mà là mấy thùng. À. Ờ thì đâm đâm hả? Tè anh ý mì ngu mày. À. Tu ngon tu thon. Rú chặt tua ngon tua thon hả? Mấy rú chặt văng mấy hển lên. À. Đây bố và con tắm xong. Năng motorcycle hả? Bên khắp. Sawadika. Sawadika. Thác Nát Ratchaburi khắp. Chai. Đó trời ơi con rắn. Con không phải con gì cái sao ở bên đây nó sống vậy đó mọi người, cái con gì á, con tắc kè Lisa hả? À tua thon hả? Cái con đó là con tua thon hả? À vắt sủi. Àเดี๋ยวไปส่งขึ้นรถเมล์ให้ได้จริงเหรอ ถึงว่านั่งมอไซค์ได้เปล่า ถ้านั่งได้เดี๋ยวพาไปส่งนั่งมอไซค์แบบไปละไอ้นั่งรถเมล์ไปลาดบุรีอ่ะอ๋อรถเมล์มีเหรอ มีนี่มัน 3 โมงแล้วเดี๋ยวกลับไปก็จะกลับไปถึงก็ไปส่งตรงร้านตรงขึ้นทางขึ้นรถอ่ะอ๋อแล้วไอ้ร้านกาแฟขัดแสงเนี่ยมองเลยจ้ะ ở ngoài là gì đó, Johnny đang đi trên thuyền thì thấy cái quán cà phê của mình nè. Đây ở buổi tối. À có ta lạt thi ươn đó chứ ở này á, lưm. À là tắc lắc á. Ờ. Xong này lẩu tắc lắc có đây. Đi mọi cho mọi người coi cái chợ tên lẩu tắc lắc, cái chợ nó giống như. Hả? Ờ. ไม่ เข้าใจหมายถึงว่าไปขึ้นไปตลาดแล้วเดี๋ยวก็เดินกลับมาผมเดินกลับได้ฮัลโหลอายโอ้เกาแก้เหรอตาจับปลาเหรอไม่ใช่งมของอ๋อของตกเหรอรถโดไม้เงินตาเกาแก้โดเลย
Đó, Lao Tắc Lắc nè mọi người, là cái chợ đây nè. Cái tên đọc khó đọc quá ha. Nhưng mà mình biết cái đọc được liền rồi. Lao Tắc Lắc. Lao Tắc Lắc, Lo Main Market. Mình đang ở chợ Lao Tắc Lắc nha mọi người ơi. Buổi tối nó lên đèn đẹp lắm á. Tiếng Hoa không à, đúng rồi, cái chỗ này là tiếng Hoa cho nên nó mới tên, cái tên khó đọc người á. Lao Tắc Lắc, cái tên nó giống như gì đâu nhau có thì chết sẽ cấm cấp mi bơ môi giấc sông. Rồi không có phải không? Có tha phải. Yep, vô xì sông. New one, what I need you. Cô sơn, what I need you chỉ phân. What a feeling, bougie. What a I for an yang lang tai yao wo ti shi ni wo wo ai ni yo tu sha wo ai ni yo chi fen. Đang đi ở chợ người Hoa cho nên hát tiếng Hoa mọi người. Cho nên mấy cái lồng đèn là có cái chữ tiếng Hoa không á. Lao Tắc Lắc là chứ khoảng chứ ta là ta là tè khoảng mương mương chín chứ mấy mương thai tại ba bên thao chín dù à thao chín dù mương thai của người Thái nhưng mà là người Trung Quốc đâu ở cho nên nó mất cái tên như vậy nè. Cái cô đó còn bán chuối nhiều quá trời luôn mọi người. Khóc bọt ở lại không lúc lò à lúc lò à lúc lò đã kêu lò á hả? Handsome là thông minh. Cái bà đã bà kêu con trai đẹp quá lúc lò là bán chuối quá trời luôn hả? Clui hả? Khấu khải hả? Khấu khải. Hôm nay sao mà hôm nay cái trời hả? Clui thấu rai nừng nừng vị. Xì xịp hả? Mượn cành me clon á xì xịp. ผมมีเยอะผมซื้อในเมกลองอ่ะรถไฟเมกลองอ่ะทางรถไฟเมกลองอ่า40เหมือนกันไม่ก็แง่ ở đây nó phải cao lên do cái nước á nước lũ nhiều khi nó dâng lên đó mọi người. Đây rồi. Bánh tẹt mà nước sông này mọi người nước ở đây cũng sạch quá ha, bánh sạch ha, sạch nước này cũng sạch. Hồi nãy thấy cái anh kia anh bán nước một cái can nước là 12 bạt, tại vì mấy cái nhà này không có nước uống, cái nước ở trong cái đây không có sạch á, phải bán mua nước đó mọi người. Cái người bán nước là 12 bạt một can. Chà mấy cái nhà ở trên sông nó bình yên cơ ha mọi người. Đây mình vừa đi thuyền xong rồi mình lên cái chùa ở chỗ đây, nó có cái quách đó mọi người, cái quách gì không biết nữa. Đây cái một cái ở cái khu mà sông nước á, cho nên là cái khu này nó có dừa nước á mọi người. Mấy cái dừa nước này không biết phải dừa thốt nốt là dừa nước không ta, chứ thấy ở đây người ta bán mấy cái đường thốt nốt thành cái cục tròn tròn nhiều ghê lắm. Đây dừa nước người ta trồng là trên nước này nè, xong rồi mấy cái đắp thành mấy cái bịch tóc á, mấy cái cây lùng lắm. Mà sao mấy cái cây chỗ này nó cao, mấy cái cây lùng chủng giống như có 1 mét à. Đó, đúng rồi nè, 1 mét là cây 1 mét bên đây nè mọi người. Nó lùng lắm, nó lùng cỡ như trò ni vậy đó. Cây dừa có 1 mét rồi thấy không? 100 bạc quá rẻ luôn mọi người ơi. Chu mấy con. Trời ơi, 100 bạc là giống như 70 ngàn, 80 ngàn mà 1, 2, 3, 4, 5, 6 con luôn. Bên đời nước mắm ngon lành. Ngắm sông ngắm cảnh rồi, chiêu chiêu nè mọi người. Quá đã luôn, buổi tối là có đèn lên nhưng mà do Covid á, như là hôm nay phải cuối tuần người ta không mở lên.
Đây Johnny mua chè của cái cô này. Đó, cô này bán chè này, mọi người, chè Thái Lan này đó. Cô đã đậu trên thuyền, mình ăn bên kia thì mình ngồi bên đó. Xong cô mình thấy chè mình mua. Đây đá. Hỏi vô.